Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang lựa chọn theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nông nghiệp trong và ngoài tỉnh đáng chú ý mỗi ngày. Bên cạnh khung thời gian phát sóng quen thuộc này thì quý vị có thể theo dõi lại các thông tin đã phát sóng tại trang web lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép gia hạn dự án cà phê nông lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng Red Cộng đến tháng 4 năm 2022. Ban hành quy chế sử dụng chứng nhận nhãn hiệu mang cục Bảo Lộc. Đơn vị cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu có thời hạn 3 năm. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng tốc tái đàn chăn nuôi để phục vụ thị trường cuối năm. Nhà nông trẻ ở phường 11 thành phố Đà Lạt tâm huyết với vườn cà phê Mocha sẽ được giới thiệu đến quý vị ở phần cuối của chương trình. Thưa quý vị khán giả, dự án cà phê nông lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng do Red Cộng ở tỉnh Lâm Đồng, gọi tắt là dự án cà phê Red Cộng, bao gồm 4 hợp phần chính, được thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng từ tháng 11 năm 2018. Dự án này đã mang đến nhiều tác động tích cực cho địa phương. Toàn bộ kinh phí triển khai dự án này là nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại. Trong 2 năm 2020-2021, do ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19 và để đảm bảo cho công tác phòng dịch tại tỉnh Lâm Đồng và trong cả nước, dự án đã gặp một số khó khăn nhất định. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép gia hạn dự án cà phê Red Cộng trên địa bàn thêm 6 tháng, tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, nhằm tiếp tục hoàn thiện các nội dung tồn tại sau 3 năm triển khai. Cụ thể, dự án cần thêm thời gian khảo sát kiểm chứng ngoài hiện trường, ứng dụng hệ thống TerraOne, giám sát biến động tài nguyên rừng để tạo dữ liệu cập nhật theo dõi, hoàn thiện đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp bền vững. Được biết, dự án cà phê Red Cộng được sự viện trợ của nguồn vốn 902.383 euro không hoàn lại của Tổ chức Sáng kiến Khí hậu Quốc tế thuộc Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân, Cộng hòa Liên bang Đức, thông qua Tổ chức Phát triển Quốc tế SNV Hà Lan. Tính đến tháng 10 năm 2021, dự án đã giải ngân thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 840.305 euro, tương ứng với tỷ lệ 93%. Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến việc tháo dỡ 227 hectare nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tại Lâm Đồng. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc để xử lý dứt điểm thực trạng này. Ghi nhận tại huyện Đơn Dương, thì địa phương này đã tổ chức tháo dỡ gần 140.000 m2 diện tích nhà lưới, nhà kính trên đất quy hoạch lâm nghiệp với tổng số là 38 hộ đang sử dụng. Trong đó có 36 hộ sử dụng 134.600 m2 nhà lưới, 2 hộ sử dụng 3.050 m2 nhà kính trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Cũng qua kiểm tra trên địa bàn huyện Đơn Dương, còn có 3 hộ sử dụng 19.000 m2 diện tích nhà lưới, nhà kính trên đất lâm nghiệp nhưng chưa tháo dỡ. Lý do được nêu lên là diện tích nhà lưới, nhà kính này đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Đơn Dương đang tiếp tục xác minh các thông tin vừa nêu để làm cơ sở xử lý tiếp theo. Trong số 227 hectare nhà lưới được dựng trên đất lâm nghiệp, có 649 hộ đang sử dụng. Trong số này, nhiều nhất là tại thành phố Đà Lạt, kế tiếp là huyện Lạc Dương. Huyện Đơn Dương ở vị trí thứ 3 với trên 16,2 hectare của 44 hộ. Vâng, nếu nói đến một loại nữ hoàng trái cây, thì Thúy Vy nghĩ tới loại quả nào? Vâng ạ, một loại quả mà Thúy Vy cũng rất là thích ăn và tin chắc rằng Sơn Long và quý vị khán giả cũng vậy, đó là trái măng cụt. Và tại thành phố Bảo Lộc, địa phương có diện tích hàng trăm hecta canh tác loại trái cây này đã được cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận măng cụt Bảo Lộc. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng chứng nhận nhãn hiệu này để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu. Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng cùng xây dựng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận măng cụt Bảo Lộc thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người trồng, chế biến, kinh doanh sản phẩm măng cụt của địa phương. Để được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận măng cụt Bảo Lộc, các tổ chức cá nhân phải có hoạt động trồng, chế biến và kinh doanh sản phẩm măng cụt thực sự trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, đảm bảo quy định về chất lượng theo bản tiêu chí chất lượng sản phẩm măng cụt mang nhãn hiệu chứng nhận măng cụt Bảo Lộc, tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ trồng đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng theo đúng quy định. Đồng thời, phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận măng cụt Bảo Lộc trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận, mang cục Bảo Lộc. Giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực trong 3 năm, sau đó cần thực hiện các quy trình cấp lại theo đúng quy định. Không riêng gì tại Lâm Đồng, sau dịch các địa phương đều phải tăng tốc để khôi phục sản xuất. Tuy lo ngại dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nhưng thời điểm này, người chăn nuôi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào đợt đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm để phục vụ thị trường cuối năm. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng theo ghi nhận tại khu vực này thì hoạt động chăn nuôi của các trang trại quy mô lớn và các hộ chăn nuôi nhỏ vẫn đang cố gắng để duy trì, sản phẩm cung cấp ra thị trường đều đặn, góp phần ổn định cân đối cung cầu, bình ổn giá. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm ở đồng bằng sông Cửu Long có trên 510.000 con trâu bò, hơn 1,4 triệu con lợn và trên 51,7 triệu con gia cầm. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng đàn trâu bò đã tăng hơn 4,6%, tổng đàn lợn tăng trên 14,4% và tổng đàn gia cầm tăng hơn 0,9%. Hiện nay, hoạt động chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đã có phần bớt khó khăn. Tuy nhiên, nỗi lo và rủi ro lớn nhất vẫn là diễn biến dịch bệnh động vật còn phức tạp. Một số địa phương vẫn còn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ. Chuyển biến mới tại một số địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long là các hộ chăn nuôi lợn nhỏ đã giảm. Trại lợn nuôi quy mô trên 300 con đang phục hồi và phát triển. Một số trại chăn nuôi gia cầm phát triển chăn nuôi gia cầm đẻ trứng theo mô hình công nghệ cao với dây chuyền tự động hóa. Việc tái đàn ổn định sản xuất vào thời điểm này để chờ giá thịt lợn phục hồi đang là kỳ vọng của rất nhiều bà con chăn nuôi vào lúc này. Theo thông tin mới nhận được thì lượng thịt lợn nhập khẩu trong quý 3 đã giảm mạnh. Đây là xu thế tất yếu khi nguồn cung thịt lợn trong nước đã dần ổn định trở lại. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, do nhu cầu yếu nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam giảm mạnh trong quý 3 năm 2021. Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong quý 3, Việt Nam nhập khẩu 42,02 ngàn tấn thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh trị giá 96,68 triệu đô la Mỹ, giảm 23,2% về lượng, giảm 26% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Nga, Brazil, Đức, Canada, Hà Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn nhập khẩu cho Việt Nam. Trong đó, Nga là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam trong quý 3 với 15,88 ngàn tấn, trị giá 43,48 triệu đô la Mỹ. Không riêng gì ngành chăn nuôi phải tăng tốc để tái sản xuất, mà ngành hàng trái cây cũng vậy. Thời gian qua, trước tác động của đại dịch COVID-19 thì ngành hàng xuất khẩu trái cây, rau quả tại đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn. Giá cả của hầu hết các mặt hàng cây ăn trái đều giảm sâu. Có những thời điểm thương lái không xuất khẩu được, thanh long, nhãn, chôm chôm, dừa là những loại trái cây chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Cây ăn trái là một trong ba thế mạnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy mà việc khôi phục sản xuất, ổn định ngành hàng này đang là nhiệm vụ quan trọng của các địa phương. Năm 2021, diện tích cây ăn trái vùng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 363.000 ha, tăng 19.000 ha so với năm 2020. Để thích nghi với tình hình mới, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, các địa phương đã triển khai hành động khôi phục sản xuất, trong đó khôi phục ổn định ngành hàng trái cây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nông dân xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, các tiêu chuẩn bền vững khác, đồng thời tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch thông qua các hoạt động khuyến nông khuyến ngư. Thực hiện việc cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi đạt tiêu chuẩn GAP, hữu cơ và tăng cường công tác quản lý giám sát theo yêu cầu của các nước nhập khẩu. Thưa quý vị, trải qua hơn 100 năm thăng trầm, có lúc cây cà phê Moka tưởng chừng đã biến mất. Thế nhưng nhiều vùng tại thành phố Đà Lạt thì vẫn còn những con người tâm huyết, quyết tâm giữ lại đến cùng những vườn cà phê ngon trứ danh này. Vườn cà phê này của gia đình anh Đào Lợi ở phường 11 thành phố Đà Lạt đã hơn 35 năm. Để nâng cao giá trị cà phê Moka của mình hơn nữa thì từ nhiều năm nay anh Lợi đã thay đổi thói quen canh tác, từng bước giảm bớt lượng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hàng năm, tiến tới là canh tác hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ. Từ khi gia đình từ Bắc vào Nam lập nghiệp với khoảng 2 hectare đất để canh tác, thời điểm ấy không riêng gì gia đình anh mà hầu như nhà nào cũng đi xin hạt về ươm trồng giống cà phê Moka này. Lúc đó, với mỗi tấn cà phê nhân thu được, nông dân có thể sắm được từ 8 đến 9 cây vàng. Đời sống người trồng cà phê vô cùng sung túc. Nhưng do đặc tính cho sản lượng thấp, khá nhạy cảm với bệnh rỉ sắt, sâu độc thân, nên người dân dần chặt bỏ cây Moka và thay vào đó là cà Timor cùng thuộc dòng Arabica, nhưng cho sản lượng cao hơn gấp từ 2 đến 3 lần. Tiếp theo sau này, chuyển dần sang trồng rau hoa.
gia đình anh Lợi chặt bỏ 7 sào để trồng la ghim và giữ nguyên lại 1,3 hectare với hơn 3.000 gốc. Đây là vườn cà phê Moka thuần chủng còn lại duy nhất của khu vực trại mát thành phố Đà Lạt. Làm về cây cà phê này mình quen rồi, và nó ổn định cuộc sống từ xưa đến nay, thì mình dự và mình làm thôi. Cà phê Moka này thì nó mắc hơn cà phê Mo nhiều, nhưng mà chăm sóc nó khó lắm. Ở Việt Nam, ngoại ô thành phố Đà Lạt được coi là thiên đường của cà phê Moka, với những chỉ số vàng như độ cao trên 1.500m, khí hậu ôn đới mát quanh năm, nhiệt độ cực đại trong năm không vượt quá 33 độ C, nhiệt độ cực tiểu có lúc xuống dưới 10 độ. Để nâng cao giá trị cà phê Moka của mình hơn nữa, từ nhiều năm nay, anh Lợi đã thay đổi thói quen canh tác, không phun thuốc mà cũng chẳng bón phân hóa học, phát triển nguồn thiên địch để cà phê phát triển tự nhiên như cỏ cây. Nói chung cái cà phê này là cũng lâu rồi mà ba mẹ nó cũng không muốn bỏ. Có một thời gian thì cũng muốn bỏ, nhưng mà sau này khi mà giá cà phê nó cao, thu nhập kinh tế gia đình ổn định nên ba mẹ giữ lại. Cái cà phê này thì khả năng chăm sóc thì nó tốn công hơn. Ví dụ như mình làm cỏ thôi, là mấy cà phê kia có thể mình bớt thuốc cỏ, nhưng mà cái này mình phải dùng tay hoặc dùng máy để mình xớt hoặc là mình cắt. Còn tới mùa là mình phải đi tỉa cành. Rồi cái đọt cà phê này nếu mà mình để mình không cắt ngắn đi, để thời gian cây nó sẽ cao vóng lên, nên nó khó khăn. Cà phê mo thì nó không bị cao, nó lùn. Còn lúc mà thu hoạch cà phê này thì nói chung là cũng tốn công, tại vì nó có cao, nó thấp, mình phải dùng thang, không có đứng một chỗ được, với lại là thu từng trái, nên thời gian thu rất là cao. Nhờ chăm sóc tốt và đúng quy trình, mỗi năm, trung bình vườn Moka của anh Lợi cho thu hoạch khoảng từ 2 đến 3 tấn cà phê thóc. Có thời điểm được mùa lên đến 4 tấn. Sản lượng cà phê làm ra bao nhiêu cũng được khách tìm đến tận nơi để thu mua. Cà phê không theo giá thị trường, mà chính người chủ có thể định được giá cho sản phẩm cà phê chất lượng cao của mình. Thông thường thì sẽ có giá cao hơn từ 3 đến 4 lần so với cà phê Catimo. Quý vị khán giả có thể theo dõi lại các chương trình tại trang web lamdongtv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Và chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị khán giả và bà con có thể chia sẻ thông tin mà mình quan tâm với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình ngày mai.